chào các bạn. Đây là dòng tủ đông mát đứng rất là đẹp, tại vì hiện tại trên thị trường là hầu như là chỉ có một vài hãng cung cấp thôi, và Alaska là trong một trong những hãng đó. Thì đây là mình mời bạn đến xem á, là cái phần trên với phần dưới á, là nó sẽ tách thành hai phần hoàn toàn luôn. Phần trên sẽ là phần đông, phần dưới sẽ là phần mát. Thì đây mình mở ra cho bạn xem nha. Thì đây rất là đặc biệt nha, ở đây là nó sẽ chỉnh đèn của cái bảng hiệu nè. Còn ở cái phần này nè thì nó sẽ là còn cái đèn này là bạn, cái này là đèn led á. Đây là những cái đèn bi led thì nó sẽ trông giống như thế này đây nè. Khi mà các bạn đặt điện vào đây thì cái đèn led của Alaska nó thiết kế nó rất là tinh tế nha, nó chỉ là những cái bóng led như thế này thôi. Đấy, mình quay dưới đây nè để cho khách hàng nhìn. Ok ha. Rồi ok, thôi mình quay lại sản phẩm này. Rồi, về cái nguyên lý hoạt động mà của phần đông á thì cái nhiệt độ của cái ngăn đông này á, sẽ là từ 0 đến âm 18 độ C. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao những khách hàng nào sử dụng sản phẩm này thì đa phần sẽ là những cái cửa hàng mà tiện ích các bạn. Tiện ích là ở trên á, không gian hẹp thì ở trên tôi sẽ bỏ kem, hoặc là tôi bỏ giống như những cái loại mà hải sản, những cái loại mà thịt đông, cọc đông. Còn ở dưới á, đó là sẽ là cái ngăn mát ha. Thì cái ngăn mát á, là cái nhiệt độ của nó sẽ duy trì là từ 0 đến 10 độ C. Thì nó cũng giống như là một cái tủ mát thông thường. Và cái tủ đông này thì rất là đặc biệt. Rồi. À, và đây nữa nè, là nó có những cái đèn bi led ở dưới đây. Khi mình cắm điện lên nó sẽ rất là đẹp các bạn nha. Rất là tinh tế. Rồi. Và ở dưới bên dưới này nè là nó sẽ có hai cái bảng điều khiển độc lập nhiệt độ dành riêng cho cho bên phần ngăn đông và dành riêng cho phần ngăn mát á. Thì cái cách sử dụng của nó cũng rất là đơn giản. Thì ở trong cái sản phẩm này đó, lúc nào nó cũng đã đi kèm giấy bảo hành và giấy hướng dẫn sử dụng. Và nếu mà các bạn mà không thao tác được á, thì có thể liên hệ trực tiếp bên mình sẽ hỗ trợ về cái mảng hướng dẫn sử dụng cho các bạn nha. Ok.